Phong thủy tăng vận may trong cuộc sống, đây chính là vật phẩm may mắn bạn muốn đặt ở cửa vào hưu ông Tây Nam. Người ta tin rằng cách bố trí và trang trí nội thất lối vào của bạn có tác động rất lớn đến phong thủy. Xin chia sẽ giới thiệu cách lắp đặt gương, bản tên, cây trồng trong nhà để có tác dụng tích cực cũng như tác dụng phong thủy của màu sắc. Phong thủy được cho là một môn khoa học, môi trường hướng tới sự may mắn, sử dụng mọi thứ trong căn nhà của bạn, bao gồm quần áo, thức ăn, chỗ ở và hành vi để tạo ra may mắn. Màu sắc và vật dụng được cho là tốt đều do hướng quyết định, và việc sử dụng phong thủy theo hướng đó, bạn có thể làm phong phú thêm cuộc sống của mình. Phong thủy cho phép bạn cải thiện môi trường của mình bằng cách kết hợp sức mạnh của khí, nhưng lối vào thường là tâm điểm của sự chú ý. Ý nghĩa phong thủy đối với lối vào nhà của bạn theo hưu ông Tây Nam là gì? Phần phía Tây Nam được cho là cổng quỷ, là con đường của các vị thần trong phong thủy. Về cơ bản, hướng Tây có ý nghĩa thể hiện sự may mắn về tiền bạc. Nó còn có ý nghĩa bảo vệ một nền tảng vững chắc và được cho là hướng đi ảnh hưởng đến tinh thần và sức khỏe của phụ nữ nói riêng. Ngoài ra, hướng Tây Nam còn có ý nghĩa khiến tính cách của bạn trở nên điềm tĩnh. Phong thủy nói về 8 vật dụng nên đặt ở cửa hưu ông Tây Nam là tốt. Để cải thiện vận may của bạn, chúng tôi sẽ giới thiệu những vật phẩm được cho là tốt nên đặt ở cửa vào hưu ông Tây Nam. Bằng cách chuẩn bị nội thất có tính đến phương hướng và thêm một chút khéo léo, bạn sẽ dần dần thấy được kết quả. 1. Gương ở lối cửa vào hưu ông Tây Nam Theo phong thủy, tốt nhất nên có lối vào sáng sủa để ánh nắng có thể chiếu xuyên qua, tuy nhiên nếu đi thuê thì không gian có thể không đủ rộng. Ngoài ra, còn có lối vào với cửa sổ đón ánh sáng tự nhiên. Vì vậy, người ta cho rằng việc sử dụng gương ở lối vào phía tây nam là tốt về mặt phong thủy vì một trong những tác dụng làm cho lối vào trông rộng hơn tuy nhiên tùy vào vị trí bạn đặt gương mà có trường hợp nó làm giảm vận may của bạn và có trường hợp nó làm tăng vận may của bạn người ta cho rằng đây là nơi tốt để đón năng lượng mặt trời đặc biệt bằng cách đặt gương ở hướng tây nam tuy nhiên đặt một chiếc gương ngay trước mặt khi bạn mở cửa trước có nghĩa là năng lượng mà lẽ ra bạn có thể thu được sẽ bị phản xạ trở lại vì vậy, người ta nói rằng khi mở cửa trước, đặt một chiếc gương bên phải sẽ cải thiện vận may của bạn. 2. Bản tên cổng Tây Nam Điều này không chỉ giới hạn ở các lối vào phía Tây Nam mà ngay cả khi bạn sống một mình, người ta nói rằng một ngôi nhà không có bản tên sẽ mang lại cho bạn những điều xui xẻo. Nếu bạn có lối vào phía Tây Nam, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng bản tên ở phía bên phải đối diện với cửa trước. Vì lý do bảo mật tốt nhất bạn nên tránh sử dụng tên đầy đủ của mình và sử dụng bản tên ở lối vào phía Tây Nam chỉ có họ của bạn. Bạn cũng nên sử dụng bản tên dưới ánh đèn ngoài trời nếu có. Chức liệu làm bản tên cũng có thể liên quan đến sự may mắn. Chất liệu làm bản tên phải tự nhiên và sáng sủa. Nói cách khác, tốt nhất nên tránh dùng nhựa và các vật liệu tối màu. Nhựa nhạy cảm với nhiệt và có thể biến dạng. Không có ích gì khi thay đổi theo hướng tích cực, vì vậy hãy chọn chất liệu tự nhiên và chịu nhiệt. 3 cây cảnh lối vào tây nam. Cây trồng trong nhà có tác dụng thanh lọc không khí nên nên đặt ở cửa ra vào hướng tây nam. Khi nhiều loại khí khác nhau từ bên ngoài đi vào qua cửa trước, khí xấu sẽ được thanh lọc ở đó và những gì đi vào phòng sẽ không có khí xấu. Bất kỳ loại cây nào cũng được, nhưng chúng tôi khuyên bạn nên đặt những cây khỏe mạnh. Nếu muốn tăng vận may về tiền bạc, bạn có thể đặt một hoàng đá lên trên đất trồng cây trong nhà. Vì vậy, sử dụng đá màu vàng sẽ tăng thêm may mắn về tài chính cho bạn. Cửa vào Tây Nam cũng là hướng liên quan đến vận may của gia đình. Cây trồng trong nhà phát triển nhanh gắn liền với sự thịnh vượng của con cháu và tình yêu hôn nhân. 4. Màu sắc cửa Tây Nam. Ở hướng Tây Nam, màu sắc may mắn là những màu đất như nâu, cam, vàng. Màu xanh lá cây và màu đỏ cũng tốt. Đất có nghĩa là đất. Trái đất gắn liền với đất mẹ. Nói cách khác, đó là hướng mà bạn có mối quan hệ với một người phụ nữ, vì vậy bằng cách tuân theo các quy tắc liên quan đến hướng này cuộc hôn nhân của bạn sẽ hòa hợp. Vì vậy, nó có thể cải thiện vận may của phụ nữ. Người ta cũng cho rằng nên sử dụng những màu sắc như màu tím cho những nơi nằm ở phía Tây Nam. 5. Thảm lối vào hướng Tây Nam Phong thủy nhấn mạnh đến dòng năng lượng hoặc hướng gió. Ở lối vào, việc loại bỏ bóng tối là tốt và người ta cho rằng có phong thủy tốt khi kết hợp các màu sắc may mắn và sử dụng tấm thảm lối vào sẽ xua đuổi tà ma. Người ta nói rằng lối vào phía Tây Nam nên được trang trí bằng màu sắc tạo ra bầu không khí yên tĩnh. Khuyên bạn nên sử dụng tấm thảm chùi chân êm dịu có màu vàng nhạt hoặc màu xanh lợt. Người ta nói rằng nên giữ lối vào đơn giản, vì vậy ngay cả khi đó là màu may mắn, tốt hơn hết bạn nên tránh những màu tạo cảm giác lộn xộn. Đặc biệt, nếu bạn chọn màu vàng còn giúp tăng thêm may mắn về tiền bạc nên bạn có thể mong đợi kết quả tốt ngay cả khi chọn màu tượng trưng cho sự may mắn của mình. Ấu mặt bằng vùng đất ở nơi cửa Tây Nam. Trong phong thủy, cửa Tây Nam tức là cửa sâu của quỷ, không có hình tượng tốt. Hơn nữa, không chỉ cần chú ý đến lối vào mà còn cả sơ đồ mặt bằng và việc bố trí nhà vệ sinh gần lối vào trong sơ đồ mặt bằng lối vào phía Tây Nam không được coi là một ý kiến hay. Người ta nói rằng dù có ánh nắng chiếu vào nhưng mùi hôi của nhà vệ sinh vẫn có thể biến lối vào trở thành môi trường khó chịu. Ngoài ra, phong thủy rất coi trọng ánh sáng. Vì vậy sơ đồ mặt bằng không cho ánh sáng lọt vào được cho là sẽ làm giảm vận may của bạn. Nhiều người tạo khu vực chứa đồ dưới cầu thang để tránh lãng phí không gian, nhưng nhìn chung tốt hơn hết là tránh tạo khu vực chứa đồ không nhận được ánh sáng mặt trời. 7. Hình ảnh đặt nơi cổng vào hướng tây nam. Sử dụng hình ảnh để làm sáng lối vào thường được coi là một ý tưởng hay. Tuy nhiên, có một số đồ vật tốt hơn, không nên trang trí tùy thuộc vào màu sắc và loại hình ảnh. Ví dụ tốt nhất không nên trưng bày tượng hoặc chân dung người ở nơi lối vào. Ngoài ra, tôi muốn thu hút sự chú ý đến cuộn sống trong những bức tranh phong cảnh lấy biển làm họa tiết, nhưng tốt hơn hết là nên tránh những bức tranh khắc họa những con sóng dữ dội. Nếu có thể, nên ở trong điều kiện yên tĩnh, không có sóng hoặc gió. Người ta nói rằng vẽ động vật cũng đẹp, nhưng những bức vẽ đen trắng không được khuyến khích vì chúng có xu hướng đen tối. 8. Hoa ở cửa Tây Nam Nói chung, một không gian có lối vào sáng sủa và bầu không khí sôi động được coi là tốt nói cách khác đặt hoa tươi ở lối vào phía tây nam sẽ cải thiện vận may của bạn tuy nhiên không nên trưng bày hoa khô héo hoặc hư hỏng ở hướng tây nam trang trí bằng hoa màu vàng cũng có tác dụng rất tốt về cơ bản bất kỳ loài hoa sống nào cũng được nhưng bạn nên cẩn thận với mùi hương của chúng ví dụ hoa hồng có hương thơm nồng nàn và ở châu âu thời trung cổ Hoa hồng ban đầu được trồng xung quanh nhà vệ sinh, điều này giống như đẩy nắp một thứ gì đó bẩn thiểu, tốt nhất nên tránh những thứ có mùi hương nồng. Còn căn hộ có lối vào phía tây nam thì sao? Những căn hộ có lối vào phía tây nam thì, đây không phải là hướng tốt vì nó sẽ khiến khí của bạn trở nên dữ dội. Trong trường hợp nhà chung cư, không giống như nhà riêng biệt được xây dựng theo yêu cầu, mặt bằng tầng thì ít linh hoạt hơn. Vì vậy, Giải pháp cải thiện cho những căn hộ có cửa hướng Tây Nam là làm sáng sủa và cải thiện độ thông thoáng. Ngoài ra, hình dạng của khu chung cư cũng có thể là một vấn đề, vì vậy hãy đảm bảo rằng hình dạng của khu chung cư không bị biến dạng. Bạn cũng cần chú ý đến hướng vào và hướng của toàn bộ chung cư cũng như hình dáng của tòa nhà. Ví dụ, nếu góc của tòa nhà liền kề được xây về phía cửa sổ, có thể cần đặt một tấm gương trong cửa sổ để phản chiếu góc nhọn. Hơn nữa, tôi tin rằng trong căn hộ có thang máy nhưng khu vực gần thang máy được cho là dễ bị mất ổn định do âm thanh di chuyển lên xuống Để ra người ta còn nói rằng cuối hành lang không tốt nên tốt nhất nên tránh nó phải làm gì nếu có hầm hố trũng vũng nước ở phía tây nam nói chung những phần bị sức mẻ của tòa nhà được coi là không tốt bạn nên thực hiện một số loại công việc chỉnh sửa trên các bộ phận bị thiếu bất kể hướng nào người ta cũng nói rằng nhà công vinh là xấu nhưng thà trên đất không có bộ phận nào bị thiếu thì tốt hơn những phần còn thiếu của tòa nhà có thể được sửa chữa hoặc sửa chữa bằng cách nào đó nhưng những phần đất bị thiếu thì không thể sửa chữa được vui lòng kiểm tra các phần còn thiếu ở trên khi đó hãy kiểm tra phần còn thiếu và nếu phần phía tây nam bị thiếu thì nên trồng cây ở phần đó tuy nhiên nếu bạn có một cửa sổ bạn nên biến nó thành thứ gì đó mà bạn có thể chiêm ngưỡng cũng có thể sửa các khu vực bị sức mẻ bằng cách sử dụng sàn gỗ Năm năm trong một số trường hợp phần bị sức mẻ được dùng làm gara để xe, nhưng tốt nhất nên lắp tường để tránh bị sức mẻ. 5 cách thu hút hạnh phúc, may mắn ở cửa Tây Nam. 1. Không đặt thú nhồi bông, búp bê ở lối vào phía Tây Nam. Phong thủy không khuyến khích đặt thú nhồi bông hoặc búp bê ở lối vào. Nghe nói cửa vào phía Tây Nam rất đơn giản, về cơ bản là mong muốn không có đồ vật. Hãy chắc chắn rằng lối vào phía Tây Nam là lối vào trống, hoặc rất ít vật cản. 2. Đặt đồng hồ ở lối vào phía tây nam. Thoạt nhìn, có vẻ như bạn không được phép đặt một chiếc đồng hồ báo giờ ở lối vào của mình, nhưng thật đáng ngạc nhiên khi có một chiếc đồng hồ đếm thời gian. Đồng hồ được sử dụng ở đây tốt nhất là loại đồng hồ theo phong thủy, trong đó, những chất liệu tự nhiên như gỗ được đánh giá là đặc biệt tốt. Ngoài ra, nếu hình dạng thẳng đứng, nó được cho là mang lại may mắn. 3. Thường xuyên vệ sinh lối vào phía tây nam. Trong phong thủy, Người ta tin rằng sự bẩn thiểu sẽ cản trở dòng năng lượng. Nói cách khác, việc vệ sinh thường xuyên được coi là điều quan trọng. Điều quan trọng là phải cất giày, dép đúng cách trong hộp đựng giày, năm năm và đừng để những đôi giày quá bẩn. 4. Giữ lối vào phía Tây Nam đơn giản nhất có thể. Đừng để đồ ở lối vào. Nếu bạn có con, bạn có thể đặt đồ chơi cho con chơi bên ngoài, chẳng hạn như xe đạp hoặc ván trượt. Nói chung, ngoài ra bạn không nên bỏ giày ra ngoài khi không mang chúng. Về cơ bản, đừng để nhiều giày ở lối vào hơn số người sống trong nhà. 5. Thêm một số ý tưởng cho cửa ra vào phía Tây Nam Một thiết kế cho phép ánh sáng chiếu vào qua cửa trước cũng có thể là một ý tưởng hay để mang lại may mắn. Điều này là do người ta nói rằng lối vào càng sáng thì càng tốt. Các bạn kính mến, biết phong thủy giúp bạn có thể kiểm soát môi trường của chính mình. Điều này thật thú vị. Nếu bạn cảm thấy mình không may mắn, có lẽ bạn nên kiểm tra điều đó với phong thủy. Để có một cuộc sống tốt đẹp hơn, hãy nắm vững khoa học phong thủy, một môn khoa học về môi trường cho bạn có được một cuộc sống hạnh phúc. Kính chúc các bạn luôn sống trong căn nhà hạnh phúc viên mãn. Cảm ơn các bạn đã xem video và hẹn gặp lại ở video tiếp theo trên kênh của Cô Ba Vlog.